Dạ vâng, nếu như mà anh chị đã theo dõi những cái video hôm bữa em giới thiệu với toàn thể anh chị, đó là một chú nghê tài lộc phôi gỗ chắc đỏ đen rất là to. Thì đến ngày hôm nay tác phẩm đó thì em cũng đã giao lưu với cả một anh trai rồi. Thì ngày hôm nay em lại xong kế tiếp, đó là một tác phẩm nghê thứ hai, cũng là trên dòng gỗ chắc đỏ đen. Hiện tại em đang để mộc và em xin phép đo luôn chiều cao tiếp tục tác phẩm. Tác phẩm có chiều cao lên tới là 58 này. Chiều ngang tác phẩm là 30. Dạ vâng, tương đối là to anh chị ạ. Và chiều sâu cho tác phẩm này là 20. Cao 58, ngang 30, sâu 20. Một con số rất là dễ nhớ. Và tác phẩm này em mới hoàn thiện xong cho nên em cũng chưa cộng công. Khi nào mà em lên sti cho tác phẩm xong em sẽ báo giá chi tiết hơn cho anh chị có thể là cân đối được tác phẩm. Nhưng mà em áng chừng nó cũng sẽ tầm khoảng là xấp xỉ 20 triệu đấy. Xấp xỉ 20 triệu tác phẩm này. Và em sẽ tiến sát máy quay camera lại gần để anh chị và các bác cùng được chiêm ngưỡng cho em. Đấy, đầu tiên đó là thần thái của chú nghê đây. Rất là to. Đấy, một chú nghê rất là to phần đầu này. Đấy, phần răng lanh, rồi cũng như là phần lưỡi, bộ râu tỉa rất tơi. Đấy, bông tơi từng sợi. Kèm thêm đó là cái vân gỗ của cái dòng gỗ chắc đấy ạ. Đấy, phôi gỗ đặc đẹp nha các bác nhá. Phôi gỗ đặc đẹp. Và phần khe kẽ ngón chân làm còn kênh hẳn lên này. Đấy, phần các bàn chân làm kênh hẳn lên. Và phần khe kẽ của móng chân cho tới phần đốt ngón chân làm kênh hết anh chị nhá. Đấy, móng chân cũng kênh hết ra. Rất là đẹp. Và với thế ngồi của chú nghê này thì cũng đã phô ra từng cái thớ cơ bắp thịt. Nhìn vào tác phẩm hình dung cho em trai là cảm thấy nó rất là khỏe mạnh, khỏe khoắn ở tác phẩm đúng không ạ? Và nghê theo phong thủy thì sẽ trấn trạch trừ tà, xua đi những cái âm khí, mang lại những vượng khí, những điều may mắn. Gia chủ thì luôn làm ăn gặp may thuận lợi. Và đây là phần đuôi của chú nghê, em cũng làm bông tơi hẳn ra. Lại còn có cả những sợi bên em đục tỉa xoắn ốc này. Và đây là phía dưới, đây là hàng gốc nhá các bác nhá, hàng gốc cây, cho nên là không thể tránh được những cái phần nũa như thế này. Và những cái phần nũa này thì cũng có cái giá trị của phôi gỗ anh chị ạ. Ngày xưa các cụ cũng đã có câu rồi, nhất lưu nhì nũa, thì nhiều anh chị lại thích chơi cái dòng nũa như thế này. Bởi vì đó là cái phôi gỗ tự nhiên mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Và đây là phía sau tác phẩm, đương nhiên rồi. Đấy, tác phẩm em đục liền khối và tứ diện hết. Mặt đằng trước như thế nào thì mặt đằng sau em làm đều như vậy, đẹp như nhau cả. Đây là phần lông trên đầu này, là cũng đục tỉa xoắn ốc này. Đây là phần lông cổ đây, làm rất là tơi và còn kênh hết ra. Đấy, và chú nghê này thì em cũng làm lộ rõ ra cả cái phần sống lưng nhá. Đấy, sống lưng bo bằng tay và cũng đã giáp mịn hết rồi. Nói chung là tác phẩm này phần thô thì em cũng đã làm xong rồi. Chỉ đợi đến nút BU thôi. Đấy, sau video này thì em trai sẽ đưa tác phẩm này đi BU hoặc là đánh si, tùy theo khi mà em quét nốt vào tác phẩm. Nếu như mà nhìn cái chất gỗ nó đẹp thì em trai sẽ si lên coi nhá. Còn ở đây hàng mộc có nào thì em trai cũng sẽ giới thiệu toàn thể anh chị. Giá cũng chỉ tầm khoảng 20 triệu đổ về thôi, xấp xỉ 20 triệu cho tác phẩm này. Đấy, và cũng chưa có mức giá cụ thể, em áng chừng thôi em, tại vì em cũng chưa xong. Anh chị nào mà quan tâm tới mẫu tác phẩm này thì có thể là liên hệ trực tiếp qua đầu số hotline của bọn em 0789336118 hoặc 0966336318, kết bạn Zalo để em trai gửi hình mộc trước cho anh chị nhìn ngắm. Xong rồi anh chị mà muốn BU hoặc là muốn đánh si thì em cũng sẽ chiều lòng theo toàn thể anh chị và các bác. Và em xin cảm ơn anh chị đã đồng hành và theo dõi hết video này của bọn em. Và em cũng xin phép kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất ạ. Xin chào ạ.